Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu một quyển sách cũng rất là bổ ích cho chúng ta, đó là quyển sách Tự học Đông y. Thì nói về Đông Tây y thì mỗi bên đều có thế mạnh và có ưu khuyết điểm riêng. Tây y thì đánh nhanh thắng nhanh, còn Đông y thì chậm rãi từ từ. Tây y á thì chủ yếu là chữa được những cái bệnh mà tương đối á, là không có trầm trọng lắm. Tây y là chủ trương là điều trị triệu chứng, chữa được cái ngọn, chữa được cái triệu chứng của con bệnh. Ví dụ nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt gì đó, uống viên thuốc vào thì tác dụng rất là nhanh. Còn những bệnh mà trầm kha mà lâu ngày lâu tháng thì nói chung không nên đi theo cái hướng Tây y, và phải thật sự thận trọng khi dùng thuốc Tây. Bất cứ thuốc Tây nào cũng có tác dụng phụ hết, nhất đa phần là đều hại gan hại thận hết, bởi vì thuốc Tây là đào thải qua đường gan thận. Còn thuốc Đông y thì tác dụng chậm nhưng mà ít hại hơn, mà gần như là không có hại, tại vì hầu hết thuốc Đông y đều được bào chế từ dược liệu thiên nhiên. Theo Đông y, theo thuốc Đông y thì sẽ trị được cái gốc của vấn đề, cái gốc của bệnh, nhưng mà chậm rãi từ từ, không có nhanh. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải thay đổi lối ăn uống nữa, còn thuốc cũng chỉ là phụ trợ. Cho nên phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Nếu chúng ta biết ăn uống lành mạnh theo lối dưỡng sinh, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, sống lành mạnh, ăn uống ngủ nghỉ điều độ theo lối dưỡng sinh phù hợp với tự nhiên là cách phòng bệnh tốt nhất. Còn khi mà đã tới bệnh là do một quá trình sống lâu dài chúng ta sống sai, không phù hợp với tự nhiên, chắc chắn sẽ dẫn tới bệnh. Cho nên cứ nhớ tâm pháp của đạo gia, của tiên nhân lão tử là trời thuận theo đất, đất thuận theo người, người thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Chúng ta cứ sống thuận theo tự nhiên là cách phòng bệnh tốt nhất. Đói ăn khát uống, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không có thái quá, không cưỡng ép bản thân. Đó là cách phòng bệnh tốt nhất. Rồi chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc chân chính trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Đi ra đây Chào mọi xíu người. cho ăn cơm nữa nhé. 12 giờ.